Tập 1. Quý khách mời thân mến, các quý cô, quý anh, mọi người đang có mặt ở lễ kết hôn của anh Lưu Nhất Minh và cô Dương Dân. Xuân ra hoa, thu kết quả, hạ mưa phùn, đông tuyết trắng. Họ đã cùng đi qua bốn mùa của tình yêu. Hôm nay, sắp sửa bước vào lễ đường hôn nhân thiêng liêng. Tránh ra, cô là ai? Chị họ. Quý bạn bè thân hữu, mọi người không biết. Chú rể đây, sao cô ta tới đây? Sao anh biết? Một trái tim cuồng nhiệt. Mời xem. Anh xem cái gì? Anh biết ngay mà. Bảo vệ, mau lên. Ai đó? Mọi người đừng có tin. Photoshop cả thôi. Photoshop là dạng năng mà. Lại gia đập chỗ nào rồi? Mà đã cho em cậu tới Tân Châu à? Tiểu Quân nói dưới quê không có tương lai phát triển, luôn muốn lên thành phố lớn thử sức. Mình nghĩ mình sắp kết hôn rồi, nó tới thì hai chị em cũng chăm sóc được cho nhau. Tiểu Lôi của chúng ta không phải vì gia đình mới nóng vội gả đi đấy chứ? Không có. Mình cũng tới tuổi cứ sinh rồi, còn là trợ giảng đại học nữa, không kiếm được nhiều tiền. Nhất Minh không chê mình là mình vui lắm rồi. Lưu Nhất Minh cứ được cậu là anh ta có phúc. Mình còn không nỡ để cậu gả đi kìa. Ừ đó, cậu tới rồi, thiệp cưới. Xem thử coi có thích không. Nhanh vậy à, đẹp. Mình phải chụp cho Nhất Minh xem. Anh ấy chắc chắn sẽ rất thích. Chắc Lưu Nhất Minh cả buổi. Người đâu rồi? Anh ấy bận việc. Với cả, mình cũng không muốn cho anh ấy thấy trước. Mình mặc áo cưới. Mình muốn hôm kết hôn cho nấy bất ngờ. Lãng mạn ghê. Mình chọn xong nhạc nền cho cậu rồi. Nhạc sĩ tự do Quách Khải. Lát sẽ phát cho cậu nghe. Chị họ lợi hại quá. Bạn trai cứ phản đối em trang điểm. Làm sao đây? Em gái à, mọi người phải rõ một quan điểm. Chúng ta trang điểm không phải để đàn ông xem, mà để bản thân mình vui. Thích trang điểm kiểu gì cứ làm. Còn nữa, chắc rằng đám trai thẳng ngu ngơ kia chẳng thể phân biệt được mặt mộc với make up xương xương đâu. Không phải anh ta không thích bạn trang điểm, mà là xem các bạn là thứ đồ sở hữu của anh ta, muốn kiểm soát các bạn. Hâm mộ ghê. Em yêu. Anh yêu em. Gả cho anh nhé. Ngưng. Anh cũng ngưng đi. Chỉ yêu đương không kết hôn là điều chúng ta nhất trí lúc bắt đầu hẹn hò. Trai gái yêu nhau chỉ là để vui sướng thôi. Em không hiểu nổi. Người phàm tục mấy anh đến niềm vui thích cơ bản nhất của con người cũng phải đặt mục tiêu, đặt quy tắc, không mệt sao? Cất đi, để dành cho bạn gái tiếp theo của anh. Dị hôn thê.
Chủ quán, dẹp giúp tôi cái giá trên bàn. Cái giá dưới đất thì cứ giữ đi. Lưu Nhất Minh, một năm trước còn lo cậu không tìm được bạn trai, vậy mà giờ sắp lấy chồng. Nghĩ lại thấy mà khó tin thật. Mình cũng không nỡ xa mọi người. Ngộ ghê á. Kết hôn xong thì vẫn ở Tân Châu mà. Giả lại Lâm Hạo cũng sắp về rồi. Hai người sắp rồi. Thôi thôi, hay là mình tập dược chi tiết quan trọng đi. Sao nào? Được. Nào, làm nào. Tăng 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 cái gì chứ? Có chuyện rồi. Mình không tin. Chắc chắn cậu nhìn nhầm. Dáng người kiểu tóc này, mình chưa từng nhìn thấy ai phèn như vậy. Sao mà nhận nhầm được? Không thể nào. Rõ ràng anh ấy nói với mình là đi bàn hợp đồng. Hợp đồng gì mà cần một nam một nữ ôm ấp đi thuê nhà nghỉ để bàn chứ? Cậu có nghe không đấy? Đừng có giữ vậy. Cậu từ từ nói. Mình nói lắm thế mà cậu ấy không tin. Sao mình không giữ cho được? Mọi người nói chuyện mình đi. Mình đi thử áo cưới. Cậu còn thử áo cưới gì nữa? Triệu Tiểu Lôi, mình nói cậu hay. Đàn ông ngoại tình chỉ khác nhau ở không lần và vô số lần. Lần này cậu giả mù cho qua chuyện, cưới xong anh ta tái phạm thì sao chứ? Cứ để mập mờ thế này, thế nào cũng vướng mắt. Hay bọn mình đi xem thử, rốt cuộc là sao? Yên tâm đi, có bọn mình đây mà. Đi. Nói cho mà biết, các người thế này là xông vào nhà dân. Đây là nhà anh à? Không phải nhà tôi thì tôi cũng có thể gọi cảnh sát để kiện các người. Tôi sẽ nói ở đây có giao dịch phi pháp, có cần tôi báo giùm không? Vừa hay tôi có chứng cứ. Triệu Tiểu Lôi, Triệu Tiểu Lôi, em lo quản thúc đám chị em này đi. Ai cũng như mụ điên, quản họ đi. Chuyện hôm nay không do Triệu Tiểu Lôi quyết, vậy ai quyết? Tôi quyết. Có giỏi thì anh gọi con hồ ly tinh kia ra đi. Tôi xúc luôn cô ta. Cô dám? Tôi xúc luôn cả anh. Anh muốn làm gì? Hàng sáng, cậu không ra ngoài tưởng tôi là mèo bệnh à? Anh là mèo bệnh đó, Pikachu. Cô là Doraemon, cô đánh tôi à? Còn mặc đồ vàng nữa, cô tưởng mình là mini anh chắc. Lưu Nhất Minh, anh quậy đủ chưa? Tôi...
Đau hả? Hello Kitty. Đau thì kêu đi. Đau mà. Trốn tránh là tính cách hướng nội của Tiểu Lôi. Gặp phải vấn đề lớn thì sẽ phản ứng theo bản năng như thế. Cho cô ấy thêm thời gian, chờ tâm trạng nguôi ngoai là sẽ ổn thôi. Hôm nay Tiểu Lôi thể hiện tuyệt lắm. Cái tác đó hả hề biết mấy. Hôm nay Hạ Nhan đặt cú đó cũng hay. Còn mình chưa phát huy tốt. Mình phải tìm người tận anh ta. Chuyện cũng đã rồi, có đánh thêm một trận thì cũng để làm gì. Bỏ qua như vậy thì không được. Đã sắp kết hôn rồi, thời gian địa điểm chọn hết rồi, chỉ thiếu cử hành hôn lễ. Vậy mà còn ăn dụng thì có còn là con người không? Nếu không nhờ hôm nay mình phát hiện, không biết sẽ định giấu Tiểu Lôi bao lâu nữa. Đập cho anh ta một trận là đã nhẹ lắm rồi, không kết hôn được rồi. Nhưng phải ngồi lại nói chuyện với Lưu Nhất Minh. Chí ít phải làm rõ rốt cuộc anh ta quen cô gái kia khi nào. Còn nữa, rốt cuộc anh ta nghĩ sao về hôn nhân với Tiểu Lôi? Chúng ta phải hỏi cho rõ. Mình sẽ nói chuyện đàng hoàng, không đánh nữa. Thôi cậu đừng đi, cậu chỉ làm tăng thêm mâu thuẫn thôi. Thì cậu đi với mình. Bỏ đi. Các cậu đừng đi. Để mình. Anh và cô gái kia ở bên nhau bao lâu rồi? Chỉ có lần đó đã bị các cô bắt được. Anh đã sắp kết hôn với Tiểu Lôi. Anh làm vậy có xứng đáng với cô ấy không? Tôi không tốt với cô ấy à? Điều kiện của cô ấy như vậy mà tôi còn bao dung được, đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Nhưng nói lại thì tôi thấy đám bạn thân mấy cô có vấn đề đó. Sao các cô không đi khuyên cô ấy? Giờ là thời đại nào rồi mà còn khư khư cái tư tưởng tàn dư phong kiến. Giả lại, cô ấy cũng không phải kiểu đẹp không thể tả, chim sa cá lặn. Tại sao tôi phải? Lưu Nhất Minh, anh đang nói tiếng người sao? Là anh ngoại tình mà còn mặt dày lật lọng. Cùng lắm tôi xem như ngoại tình chưa thành. 10 điều không được của Tiểu Lôi, chắc cô biết chứ. Trước khi cưới không được thế này, không được thế kia. Bỏ qua chuyện tôi là người đàn ông bình thường, có nhu cầu bình thường đi. Chỉ nghe cô ấy nói hết 10 điều không được thôi, là tôi đã thấy nó rất vô lý, không thể nào gật bừa được. Thú thật với cô thêm câu này. Cho đến bây giờ, giữa Tiểu Lôi và Dương Dân, tôi vẫn chưa chọn được. Hay vậy đi, cô nói với Tiểu Lôi, bảo cô ấy sống thử trước. Nếu mà sống thử thấy ok thì cử hành hôn lễ như thường. Lưu Nhất Minh này đúng là cầm thú. Câu này mà cũng nói được, không biết xấu hổ như thế. Đồ tệ bạc. Thật ra mình cũng từng nghĩ sẽ tha thứ cho anh ấy. Hôm nay mình cứ nghĩ mãi, có phải nguyên tắc của mình quá cứng nhắc khiến anh ấy mắc sai lầm không? Đúng là trò cười mà. Mình ngu quá. Tiểu Lôi, sao cậu lại nghĩ vậy? Mọi cô gái trưởng thành đều có quyền lựa chọn có sống thử trước khi cưới không. Sở dĩ trai điểu là trai điểu vì anh ta áp dụng tiêu chuẩn điểu cán với chính mình, nhưng lại áp đặt tiêu chuẩn thánh nhân cho cậu. Cậu yên bề gia thất, anh ta chê cậu tẻ nhạt. Cậu tận hưởng cuộc sống, anh ta chê cậu buông thả. Tiểu Lôi, cậu đừng để tên khốn Lưu Nhất Minh tẩy não. Sao vậy? Thiệp mời. Thời gian đã chọn, địa điểm đã chọn, trừ tên cô dâu ra, những cái khác không đổi. Anh ta biết tận dụng đồ bỏ ghê. Ngay cả thiệp mời cũng đã tìm người thiết kế rồi. Được, là mình buồn nôn chết được. Mình sẽ chơi với anh ta, đừng làm bậy. Vốn là muốn phủi sạch quan hệ với anh ta, giờ dự hai cắt đứt hoàn toàn luôn. Tiểu Lôi, đừng để ảnh hưởng nhé. Người ta đã bày chiến thư ra trước mặt chúng ta. Cơn giận này các cậu nuốt trôi sao? Lần này mình đồng ý với hàng sản. Đối mặt với kẻ xấu, nhẫn nhịn mãi là dung túng. Anh ta đã đối xử với cậu như vậy thì bọn mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Được, chúng ta sẽ chơi với anh ta tới cùng. Tiểu Mỹ lại đây. Hello, chào mọi người. Cô dâu trang điểm xong rất đẹp phải không? Cảm ơn, cảm ơn. Mình đi chụp mấy tấm áo cưới cho hai người nhé. Được, 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 vinh hạnh quá. Xem anh nói kìa,
Đây là thể diện bạn bè cho tôi mà. Cũng là nể Dương tổng đúng không nào? Đúng. Người xưa nói thành gia lập nghiệp mà, đúng không? Hôm nay anh kết hôn là thành gia, tháng sau công ty còn bổ nhiệm làm phó giám đốc, thế là xong hỷ lâm môn. Phó giám đốc. Cô Hàng tới rồi, lúc trước đã nói anh dẫn chương trình cho hôn lễ của bạn tôi, thì sẽ cho anh một bao lì xì to. Cô khách sáo quá rồi. Còn một việc nhỏ nhờ anh giúp. Xuân ra qua, thu kết quả, hạ mưa phùng, đông tuyết trắng. Họ đã cùng qua bốn mùa của tình yêu, hôm nay sắp sửa bước vào lễ đường hôn nhân thiêng liêng. Trong giây phút đẹp đẽ, hạnh phúc nhất này đây, chú rể của chúng ta sẽ tặng cô dâu một món quà ngọt ngào nhất. Có quà nữa à? Tránh ra. Cô là ai? Chị họ. Quý bạn bè thân hữu, mọi người không biết, chú rể đây, sao cô ta tới đây? Sao anh biết? Một trái tim cuồng nhiệt. Mời xem. Anh xem cái gì? Anh biết ngay mà. Bảo vệ, mau lên. Ai đó? Mọi người đừng có tin. Photoshop cả thôi. Photoshop là dạng năng mà. Đừng xem. Rút nguồn điện đi. Rút nguồn điện. Nguồn điện đâu rồi? Bảo vệ, nguồn điện đâu? Em yêu, anh không tìm thấy nguồn điện. Rồi anh cũng không che được. Sao anh? Hay anh che em lại nhé. Hôn lễ hôm nay vốn là chuẩn bị cho cô gái này. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Viết nhanh nhỉ? Lưu Nhất Minh đó, quyết định không truy cứu nữa à? Yên tâm đi, bọn mình nộp tiền phạt rồi, cũng đền bù đủ rồi. Anh ta còn giở trò gì được? Nghe nói anh ta có hợp tác với công ty của mẹ hàng sản. Hôm nay xảy ra chuyện, chắc chắn là hết cửa hợp tác rồi. Bên mẹ thì mình không biết, nhưng Lưu Dân, Dương Dân, Dương Dân, Dương Dân, Dương Dân có mấy chục ngàn fan thôi mà, còn không biết có bao nhiêu fan giả. Vậy mà dám livestream hôn lễ để bán hàng. Sao không livestream hôn lễ, rao bán mình luôn đi. Cô ta không bán được hàng thì phải đào mỏ bao nhiêu anh mới đền nổi đây. Chị họ, gửi vào điện thoại cậu rồi nhé. Mình cắt ghép viết thành một bài. Cậu xem đi, bài kiểm điểm này có đủ sâu sắc không? Cậu làm việc mình yên tâm. Chị họ, chuyện hôm nay liệu có gây rắc rối gì cho công việc của cậu không? Rắc rối gì chứ, chỉ một bản kiểm điểm thôi mà. Hạ Nhan viết xong cho mình rồi này. Xin lỗi chị họ. Nói gì đó, có gì đâu mà xin lỗi. Mặt lưu vào mình là bác sĩ, cởi ra mình sẽ là chị họ cậu. Người của mình sao tùy ý bị ăn hiếp được chứ. Mọi người xem đi.
là nhân viên kỹ thuật cao cấp của SG, một người là giám đốc phòng kinh doanh, bảo một lính quèn không có chức vị gì như em, bàn với họ có ổn không chứ? Tích lũy thêm kinh nghiệm cũng tốt mà. Cốt lõi của nghề nghiệp có quy tắc bất di bất dịch là phải thăng chức. Không có thăng chức thì chẳng tích lũy được gì đâu. Có làm nhiều hơn nữa cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Đây là cuộc gọi riêng, xin anh tôn trọng đời tư của người khác. Cô muốn sự riêng tư, vậy tôi đề nghị sau này cô đừng gọi video call. Ở mấy nơi công khai thế này, không tìm vấn đề ở chính mình, chuyện gì cũng trách người ta trước. Có lẽ đây mới là lý do cô mãi chưa được thăng chức. Cô là... bạn trai hay chồng thế? Liên quan gì tới anh chứ? Anh lo việc của mình đi, đừng có nhìn lén điện thoại của người ta, bất lịch sự. Hứa tổng. Hứa tổng. Hứa tổng. Hứa tổng của SC. Hứa tổng. Hứa tổng. Xin lỗi, xin lỗi, tới muộn rồi, tới muộn rồi. Thực sự xin lỗi. Đem trà lên, Tiểu Lục đem trà lên, đem trà lên. Hợp xong mình tới nhà hàng kế bên ăn nhé. Nhà hàng đó ngon lắm. Tôi quen chủ ở đó, món đặc sản luôn. Chỗ đó chuyên món Campuchia. Hạ Nhan, cô làm gì thế hả? Hứa tổng, quên giới thiệu mất. Đây là người phụ trách dự án bên tôi. Hạ Nhan, khỏi phải giới thiệu, chúng tôi đã gặp rồi. Chào hứa tổng, chỉ là hiểu lầm thôi, mong anh đừng để bụng. Không còn sớm nữa, mau bắt đầu đi. Mau bắt đầu đi. Khá lắm, hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn huấn luyện viên. Sao vậy? Trông như không tìm được đối thủ. Tới đây. Tới đây. Tập nào. Quy tắc cũ, không được đánh vào mặt. Đã nói là không đánh vào mặt rồi. Lại. Đánh nữa không? Đánh. Đánh. Hết nổi rồi. Người đâu? Mau cứu người, anh ấy bị thương rồi. Sao rồi, anh không sao chứ? Tôi là bác sĩ, chuyện gì thế? Giờ anh thấy sao? Không khỏe chỗ nào? Mọi người lùi lại đi, nhường chỗ giới. Gọi cấp cứu đi, không có vết thương bên ngoài. Tôi nghi là có dị vật mắc trong khí quản. Tôi là bác sĩ, anh đừng căng thẳng. Phối hợp với khẩu lệnh của tôi. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Ra rồi. Anh thấy sao? Yêu yoga là một phần mềm tập yoga trên di động nhằm vào người dùng nữ ở thành phố, gộp chung các chức năng và tính xã giao. Nói hay lắm, quá hay. Hứa tổng, anh còn vấn đề gì? Tôi sẽ cố hết sức giải đáp. Theo tốc độ tăng trưởng ổn định thì khi nào mới có được 1 triệu người dùng? Khi nào mới có 10 triệu người dùng? Cô đã điều tra nghiên cứu đặc biệt rồi, hay là chỉ dựa vào phán đoán chủ quan của mình? Đại khái đây không phải câu hỏi.
Hứa tổng, theo kinh nghiệm lúc trước, cô hẳn có biết giờ trên thị trường có bao nhiêu app yoga định nướng tương tự, đẳng cấp tương đương các cô không? Đối thủ cạnh tranh mà tôi biết có mỗi ngày tập yoga, yoga hôm. Nên cô Hạ, dự án của cô có kỹ thuật độc quyền gì mà đội ngũ khác không thể nắm giữ không? Nếu mà nói về cùng chung suy nghĩ thì phải kể đến hai chúng ta ăn ý thật, cặp đôi trời sinh đó. Lát có rảnh không? Có, phải có rồi. Tôi đi tắm. Mình đi đâu? Tốt quá, thay ca giùm tôi. Tôi còn có việc. Cảm ơn nhé. Kể từ hôm nay, trên đời lại có thêm một người đàn ông thờ ơ. Đúng vậy, chỉ đối thủ cạnh tranh loại hình yoga đã không chỉ có 2-3 cái. Chưa kể app hướng dẫn giảm cân, vũ đạo, Pilates. Tất nhiên vẫn có thêm những app tập gym tổng hợp nữa. Tôi nghĩ tích hợp yoga vào nền tảng SoMe của SG là quy hoạch tiếp theo của Hứa tổng nhỉ? Nhưng mà sao tôi phải chọn các cô? So với app yoga khác, chúng tôi đã làm tốt nhất phần tương tác giữa nền tảng và người dùng, cho nên chúng tôi hợp với SoMe hơn. Hứa tổng, tôi nghĩ đây chắc là lý do anh ngồi đây hôm nay. Cả hai cùng có lợi. Lời nói của cô Hạ có sức truyền cảm thật. Dù sao cũng trên thương trường mà, sao cùng vẫn phải nói chuyện nhờ sản phẩm? Ờ không, Hứa tổng, anh suy nghĩ thêm đi. Tôi yêu yoga còn khuyết điểm, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Từ nay việc trao đổi dự án sẽ do cô Hạ và giám đốc Tiết, phòng kinh doanh của chúng tôi phụ trách. Alo mẹ à, Tiểu Lôi à, đi làm sao? Dạ không có. Có tiện nói chuyện không con? Dạ tiện, mẹ nói đi. Mẹ muốn hỏi tí, dạo này Lưu Nhất Minh sao rồi? Cũng tốt à, chỉ là hơi bận. Bận, bận tới cỡ nào? Bận tới mức không có thời gian kết hôn luôn à? Khách sạn cũng đặt xong, thời gian cũng ấn định rồi. Nó chỉ cần xuất hiện thôi, mà cũng không làm được. Tiểu Lôi, con nói thật mẹ nghe, hai đứa có chuyện gì rồi phải không? Dạ không, mẹ đừng nghĩ lung tung. Mẹ nói con nghe, mẹ đã báo hết cho người thân bạn bè dưới quê rồi. Con bảo đổi là đổi ngay, không biết người ta bàn tán sau lưng cỡ nào đâu. Đồn đại khó nghe lắm. Hai hôm trước bố con tức đến nổi, lại cao huyết áp kìa. Vậy mau đi khám bác sĩ đi ạ. Ông ấy không đi, ông ấy tới bệnh viện một cái, bác sĩ còn chưa kê đơn, đã tốn 1.000-2.000 phí kiểm tra rồi, tốn kém quá. Phải rồi, nói cả buổi. Vậy công việc mà Lưu Nhất Minh tìm cho Tiểu Quân thì sao? Đến đâu rồi? Sắp xếp xong rồi. Sắp xếp xong rồi à? Tốt quá, việc gì thế? Có ổn không? Nhiều tiền không? Mẹ đừng vội. Chủ yếu là mẹ vội chuyện của con thôi. Rốt cuộc khi nào hai đứa cưới? Quản lại cũng phải có thời gian chứ. Con không nói với mẹ nữa. Bên con đang có cuộc gọi. Con báo chính xác cho mẹ với. Cô về đi, tôi không nói với cô. Nhưng chúng ta đã hẹn hôm nay mà. Tôi là giám đốc kinh doanh của SG, cô là nhân viên bình thường của Shenzhen Technology. Chúng ta trao đổi công việc có thích hợp không? Đúng là không hợp. Nhưng vị trí giám đốc phòng kinh doanh Shenzhen chúng tôi đã bỏ trống rất lâu. Công việc của giám đốc cũng do tôi xử lý thay. Cho nên công ty nhỏ như Shenzhen làm việc không hề có nề nếp. Tôi biết rõ. Bình thường các người thế nào không liên quan tới tôi, tôi cũng không can thiệp được. Nhưng giờ đã hợp tác với SG thì phải ra dáng đối tác. Chờ khi cô có chức danh chính thức,
hắn tới tìm tôi bàn. Nhưng mà bên phía giám đốc Tiết hình như không phối hợp lắm, nên tiến độ cứ bị ảnh hưởng. Sao vậy? Cô đắc tội cô ấy à? Sao có thể? Tôi định cô ấy còn không kịp. Tiểu Hạ, tôi phải phê bình cô mấy câu. Cô xem lại mình đi, bình thường đầu óc linh hoạt lắm mà, sao giờ lại cứng nhắc vậy? Cô cũng biết mà, dự án Yêu Yoga cuối cùng người quyết định mua là giám đốc Tiết kia sao? Cô nghĩ xem. Tất nhiên không phải rồi. Dù cô có hết cách với cô ta thì cũng phải nghĩ cách chứ. Tôi nghĩ Hứa tổng có ấn tượng khá tốt với cô. Tôn tổng, anh cũng biết dự án Yêu Yoga là dự án chúng ta phát triển nghiên cứu suốt cả năm, có đúng không? Dù cô dùng cách gì thì cũng phải bàn giao cho xong công việc này chứ. Chỉ là một giám đốc kinh doanh thôi mà, có là gì đâu, mai là giải quyết được thôi. Được. Tôn tổng, anh yên tâm, tôi sẽ cố hết sức. Chào mọi người. Sơ mi xanh của cô đẹp quá. Mọi người nghe nói chưa? Lát Tôn tổng sẽ tuyên bố tin quan trọng. Tin gì mà sáng sớm đã gọi chúng ta họp nhóm? Liên quan tới Hạ Nhan. Hạ Nhan? Cô quên rồi à? Lúc trước Tôn tổng có nói bằng được dự án CSG là sẽ cho cô lên làm giám đốc. Tôi nghe đồng nghiệp phòng nhân sự nói rồi, đã làm xong bản tên rồi. Tới rồi kìa. Chào mọi người. Hôm nay gọi mọi người tới họp cũng do là giám đốc phòng kinh doanh chúng ta cứ mãi bỏ trống mà vẫn chưa tìm được người tốt nhất. Vì mọi người cũng biết phòng kinh doanh là cốt lõi của công ty, cực kỳ quan trọng. Tôi tin là giám đốc mới này chắc chắn không làm chúng ta thất vọng. Đúng vậy, đúng vậy. Tiếp sau đây, chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt chào mừng giám đốc mới của chúng ta, Kiều Tư Tư. Giám đốc Kiều, xin mời, xin mời. Xin mời, xin mời. Đúng là cô xem, tôi xúc động quá, xúc động quá. Giới thiệu với mọi người một chút nhé. Giám đốc Kiều tốt nghiệp ở trường kinh doanh Lương Đôn, thạc sĩ về nước. Trước đây làm giám đốc marketing ở doanh nghiệp top 500. Mọi người cũng biết công ty mình sắp tới sẽ chuyển mình phát triển nghiệp vụ tài chính công nghệ. Tôi tin Tư Tư, giám đốc Kiều có tri thức và kinh nghiệm vô cùng phong phú. Ở mặt này chúng ta phải học hỏi cô ấy nhiều vào. Hạ Nhan, cô coi anh Tôn kia cũng bất nhân quá. Yêu Yoga do cô thức đêm tăng ca làm ra, bán cho SG cũng là phương án cô tăng ca liên tục hơn một tuần. Vừa bán xong thì kéo một người vào ngay, hưởng hết thành quả thắng lợi, quá đáng thiệt. Nói cô nghe, Kiều Tư Tư là người tình của Tôn tổng. Cô đừng nói bậy, tôi tận mắt nhìn thấy hai người họ ở văn phòng. Tôi có lén ghi âm cho cô nghe nhé. Tôi tìm cho. Thôi bỏ đi, để tôi nghỉ một lát. Tôi ở một mình lát đã. Tôi gửi cho cô nhé. Nếu không tại em muốn tích góp thêm tiền thì hôm nay đã nói anh Tôn kia làm cóc nữa rồi. Cô bé mê tiền thì em muốn mau chóng được cùng anh sống hạnh phúc mà. Vốn đã hứa là thăng chức tăng lương, giờ hỏng hết rồi. Dự án trong tay lần lượt bị cướp hết, chạnh lòng khỏi nói luôn. Nếu không vui thì nghỉ đi em. Jinchen cũng không phải công ty lớn gì cả. Với năng lực tài hoa của em và công ty lớn,
chắc chắn sẽ được mọi người nâng niu như báu vật. Em nghĩ thêm đã. Nhưng mà em không ngờ vợ anh Tôn kia theo con ra nước ngoài học đại học. Anh ta vừa mới gọi cho vợ xong, nói là em vất vả rồi, thoát một cái sắp xếp cho người tình vào công ty. Con người hai mặt thế này đáng sợ quá. Nè, đàn ông các anh có phải đều biết thuật ngụy trang không? Sao vậy? Không có gì, đụng phải vali. Anh cẩn thận tí. Không phải mọi đàn ông đều thế, em đừng nghĩ ngợi nhiều. Em biết, vì trước đó có Lưu Nhất Minh, sau thì có anh Tôn đó. Nên em, sao hả? Chẳng lẽ nghi ngờ anh à? Mình yêu xa bao năm rồi, em còn nghi ngờ anh à? Phải rồi, anh bàn giao công việc hoàn thành đến đâu rồi? Sắp rồi, mấy hôm nữa là anh có thể bay về bên em rồi. Khi đó đừng chê anh dính lấy em đấy. Anh đã vì em mà chuyển về Tân Châu, em cảm động còn không kịp. Khi đó anh cứ mặc sức dính em, cho em trải nghiệm cảm giác được bạn trai dính lấy không dứt ra được. Hạ Nhan, tôi nghe nói cô tìm Tôn tổng vì chuyện phương án. Phương án nộp lúc trước tên ghi bị sai nên tôi qua hỏi. Chuyện này tôi phải nói cô mấy câu. Chúng ta là một đội ngũ, tư duy và ý tưởng của phương án là tôi đề xuất lúc họp, mọi người cùng bổ sung. Còn cô bỏ thêm công sức chỉnh sửa nó, đúng là rất vất vả, nhưng không nên có ý nghĩ giành công như thế đâu. Tôi luôn rất tán thưởng cô, không thì cũng sẽ không giao công việc quan trọng thế cho cô làm. Cô rất thông minh mà, sao lần này lại có ý nghĩ đó chứ? Rất là mềm mại. Có phải có ai đó cố ý khiêu khích gì không? Hay vậy đi, cô đừng chỉnh sửa phương án nữa, xử lý tài liệu đi, họ sẽ từ từ dịu lại thôi. Số văn kiện này giao cho thực tập sinh làm là được, nộp cho tôi trước khi tan làm. Hứa tổng tôi tiễn anh. Không cần đâu, có Tiểu Hạ kia mà. Tiểu Hạ à? Nào, tiễn Hứa tổng đi. Tôi vốn tưởng người tới trao đổi với SG là cô chứ. Mấy chuyện này là công ty sắp xếp, chuyện trao đổi Hứa tổng không cần lo. Tôi không nói chuyện trao đổi với cô. Tôi nghĩ cô không phải người không dám đối mặt với sự thật, nhưng nhượng gì lợi ích chung. Hứa tổng, ý anh là... Ý tôi là dạo này cô sống cũng cực khổ lắm. Cô thông minh vậy, biết là xưa nay công lao lớn hơn sếp đều rất khó có kết cục tốt đẹp. Nên sau này cô định tiếp tục ở lại công ty nhịn nhục làm việc hay dũng cảm từ bỏ? Cảm ơn Hứa tổng đã quan tâm, mấy chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. Xem ra đã ở trong vòng an toàn quá lâu rồi. Được ớt bằng nước ấm, dần dần mày mòn ý chí chiến đấu của cô. Giờ cô chẳng còn ý thức để nhảy ra khỏi nồi nữa. Hứa tổng, anh nói những điều này với nhân viên của công ty đối tác không hợp lý lắm. Vậy sao? Điều không thích hợp tôi cũng đã nói hết với Tôn tổng rồi. Anh nói gì với sếp tôi vậy? Rốt cuộc anh đã nói gì? Tiểu Lôi đâu? Cuối tuần rồi sao không về? Dạo này trường cậu ấy có lãnh đạo kiểm tra, mấy hôm nay cậu ấy tăng ca. Bận vậy à? Cũng được, vậy thì không rảnh buồn bã nữa. Hạ Nhan, còn cậu, Kiều Tư Tư kia vẫn quá đáng thế sao? Cậu mau lại xem quần thâm của mình đi, mình khổ quá mà. Không sao hết, lát bọn mình đi ăn tí hạt cứng bồi bổ lại. Công việc của cậu phiền thế thì cậu thực chức luôn cho rồi, đâu cần phải chịu ấm ức như vậy. Cuộc sống của người trưởng thành có gì mà ấm ức hay không? Giả lại, các cậu cũng biết, tuy mình có ít tiền tích góp, nhưng Lâm Hạo sắp về rồi, bố mẹ mình cũng sẽ tới, còn phải mua xe nữa, cái gì cũng phải có tiền. Tiểu Lôi nói với bọn mình chuyện xe rồi. Cậu yên tâm đi, cùng lắm thì cậu khỏi đóng tiền nhà nữa. Không được, chúng ta nhất trí rồi, tiền nhà vẫn phải đưa cậu. Chúng ta chơi với nhau bao năm rồi, còn tính toán cái này với mình. Không phải tính toán mà là chừng mực. Đừng nghĩ nhiều nữa, mạnh dạn tiến lên. Cùng lắm với tiền tài của bản tiểu thư, nuôi cậu là dư xăng.
với tiền tài của cậu đấy à. Thôi nên tập trung mà nghĩ về chuyện công việc của cậu đi. Kẻo mai mốt mẹ cậu đóng thẻ của cậu, Hạ Nhan lại phải nuôi cậu. Chị họ đang nói Hạ Nhan mà, sao cô sẽ nói mình vậy? Nếu xét từ góc độ của mình, nếu có lựa chọn tốt hơn, từ chức cũng là ý hay.